Nữ thầy, thế con của cháu Long Hương An, nguyện thử Bồ Tát, y thủy thượng nghiệp. Ôi tư đạo thầy, nâng ly pháp hạ như hành giới thứ, thường tứ tài bảo, vô năng thâm đoạt, thường thọ vô ủ, bất dư nhất thiết, quán tạch tổng hệ, liên bất dĩ thủ, như hành trí chế. Thường tứ tài bảo, vô năng thâm đoạt, tối thắng vô tử, tất năng bị tập chi Phật pháp tạng, lưu khi phạm hạnh, như hành thí tố. Thường tứ tài bảo, vô năng thâm đoạt, trừ gia tinh thuận, nổi tập vô tử, vô hữu năng dĩ dục tăng thị chi, lưu hư quốc ngữ, như hành thí tố. Thường tứ tài bảo, vô năng trong đó lưu chứng của ý tán nhất từ chánh pháp, như từ hệ nguồn trở tác tất quả, lưu lưu giác ngữ như hành trí tế. Thường tướng tài bảo, vô năng thâm đoạt, quyến thuộc hòa một đồng nhất trí lạc, hằng ra vai tấn, lưu thua ác ngữ như hành trí tế. Thường tướng tài bảo, vô năng thâm đoạt, nhất thiết tín hội ca hữu thi ư, ngôn năng tính thọ vô vi tự giả, lên vô nghĩa ngữ như hành lý tế. Thường tứ tài bảo, vô năng thâm đoạt, ngôn bất vi tư thiết, nhân giai chỉnh ái, năng thượng phương tiện đoạn chưa như vậy, lưu tham tham cầu tâm như hành lý tế. Thường tứ tài bảo, vô năng thâm đoạt, nhất thiết sở hữu các dữ tuệ phá, kính giải chuyên tố, tự đại qua lực, lưu phẩm ngộ, tâm như hành thí tố. Thường tứ tài bảo, vô năng thâm đoạt, tất tự thành tệ, vô ngại tâm trí, chư tâm nhiên hảo, kiếm giai tỉnh ái, lưu tà đảo tâm như hành thí tố. Thường tứ tài bảo, vô năng thâm đoạt, hằng thanh tánh kiến, chỉnh tính chi gia, kiến Phật văn pháp, chứng dường chứng tăng, thường đất văn pháp, đại đề đề tăng, thử như đại tử, tu về các đạo thời, hành Phật thiện, nghiệp, giữ thí trang nghiêm, phải gặp đại lợi. Chú ấy, Thế Tôn, lại bảo Long Vương rằng, nếu có Bồ Tát, y, người có là việc làm này, nếu Bồ Tát ý người mời việc làm này mà tu hành đó, mà khi tu hành hay lìa được cái là giết hại mà lại còn thêm bố thí, nếu mà lìa giết hại mà lại thêm bố thí thì thường được giàu có của báo, không có bị người thân đoạt và thất lai, không có bị chết yểu, không có bị tất cả những cái là trả khóa giật nó làm tổn hại, tức là chỉ lừa được cái điều thứ nhất là không giết hại mà lại còn giết tập bố thí nữa, tức là phóng sanh rồi đó. Từ sau này sẽ được cái phước đức là mình giàu có tiền của người, mình không ăn trước dịch gì mình được, mà tử thọ thì sống lâu, không có bị chết yểu, và tất cả những trả quán thù của mình giật trước đều đều không có hại mình được. Lìa không có tạm trước mà lại còn làm bố thí nữa thì thường được giàu có của báo, không có bị người thân đoạt, được tộc hai nhất, không có ai sánh bằng, phải được hay đầy đủ, nhóm hợp đầy đủ các cái kho tàng Phật pháp đó. Nếu mà người nào mà không có tạm trước mà lại thêm còn biết là bố thí đem tiền của giúp đỡ cho người nữa, thì người đó đời sau sẽ được giàu có nè, của báo, không bị ai cướp giật hết. Đối với mình là thù thắng, không có ai bì nổi mình, và cũng tất cả hơi đầy đủ được cái kho tàng Phật pháp mà không có thiếu. Còn người lìa cái phạm hạnh, tức là lìa cái tà dục á, mà lại còn biết bố thí nữa, thì thường được giàu có của đó, không có thể bị người thâm đoạt,
ở trong gia đình được chinh thuận, tức là chinh bạch đó, nào là mẹ con vợ con cũng không có những cái người có cái ý mà dịch muốn dám nhìn họ, tức là nó tóm lại là không có bị những cái người mà có cái ý xấu là dám nhìn đến cái gia đình này. Gia đình này từ mẹ vợ con trong nhà không ai có cái ý xấu dám nhìn mà nghĩ tới cái chuyện xấu. Nói lừa, có nói là dối mà lại thêm bố thí nữa thì thường được giàu có của đó không có thể không bị chết giật và lừa được có cái điều chia tay nhưng mà không bị ai chia tay hết và mình lại khéo gìn giữ được tính khó cũng như đúng như cái chỗ mình nguyện hệ nguyện ắt là được cái kết quả như ý, hẳn được cái kết quả như vậy. Kết quả tức là sẽ được cái kết quả như cái mình muốn mình làm. Còn lừa nói hai lưỡi mà lại còn thêm tu hạnh bố thí nữa thì thường được giàu có của đó không bị người ta cướp đoạt mà bà con quý thuộc của mình lại hòa một nhé, tức là trong gia đình đều được hòa một đồng một chí ý chí nguyên đã không có tâm không có tránh nhau. Trong gia đình từ anh tới em con cháu đều có một ý chí hòa vui không có tránh không có nhau. Nếu lừa nói kinh dữ tức là chửi tới mắng giết người đó mà lại còn biết làm những bước dưới nữa thì thường được đây là trước là giàu có của đó không bị người trước đó mà lại được thêm tất cả trong các xã hội đều quan hỷ thi ưng, tức là trong những cái chỗ đông người đều vui vẻ mà hướng về mình hết. Nếu người nào mà lừa được cái không có nói là hung dữ đó mà biết bố thí nữa thì người đã sau này được giàu có mà ở chỗ đông người mình được họ đều hướng về mình hết. Nói ra là gì đều được họ kinh nhận, không bao giờ có sự chống đó, không bao giờ chống tự. Đó lừa nói vô nghĩa, tức là nó hơi dệt á mà lại còn làm việc bố thí nữa thì thường được giàu có của đó không bị người ta cướp đoạt. Nói ra là gì cũng không có bị, không có rỗng thương, không có nói rỗng, không nói thương, người đều chứng nhận, người ta đều chứng nhận hay có những cái phương tiện tiện mà giúp đời được cái duy vật của người đời. Đó là mấy cái điều lợi ích của nguyện thêm bố thí. Thì cái tham cầu tức là tham ngữ dục đó, về cái tâm tham ngữ dục mà lại còn biết bố thí, mình được vững chắc đầy đủ có là ra lực lớn đó. Nếu mà lừa cái lòng tham ngữ dục thì sao nào được cái niềm tin chắc chắn và được cái qua bức lớn và thông báo những cái gì cũng chúng ta biết cho mọi người. Và bố thí nữa thì thường được giàu có của báo không có bị người cướp đoạt mà mang tự mình thành tựu được cái tâm trí vô ngã, tức là được cái trí vô ngã không có bị chướng ngại gì hết, nghĩ tính toán nói năng đều là đúng như thật, cho nên gọi là cái trí vô ngã. Và các cái bộ phận trong người đều được đẹp đẽ, ai thấy cũng đều chính nó. Đó là lừa được cái tâm mà còn biết bố thí nữa thì cũng vậy. Thì lừa cái tà tâm tà kiến như bảo đó mà lại còn biết bố thí nữa thì thường được giàu có của báo không có bị người cướp đoạt mà lại thường không ra cái tránh chiến không có tăng cái nhà, không có tăng cái nhà tránh chiến và kiếm tin tăng bảo thấy Phật nghe pháp kiếm được chúng tăng thường không có là quên mất được cái đạo vừa đề đó. Thì những vị thế nếu Phật nhắc lại là nữa đó, nếu là mình đã được cái tà kiến mà lại còn biết bố thí chúng, bố thí làm lễ cho chúng sinh nữa thì đời sau mình sanh ở đâu thì tâm trong nhà giàu có của đó nhiều mà không bị ai tiếp diện hết, mà trong nhà đó luôn luôn là chính sinh ta mở nghe rồi thành thử là mình vô đó rồi thì mình tiến tu và mình gặp Phật, mình nghe pháp, mình tới chúng tăng rồi mình lần lần được cái tâm đại bồ đề, chứ không có bao giờ quên, không bao giờ mất.
cho nên cái quên cái mất là tại cái mà mình tha thà xuống. Đấy là những bậc Bồ Tát, những hàng đại sĩ Bồ Tát, những bậc Bồ Tát tu về cái khi mà tu cái đạo Bồ Tát á, thì làm về cái việc làm mà lại còn lấy cái bố thí để mà trang nghiêm, cho nên được cái lợi ích rất là lớn. À, thì quý vị thấy, và nếu bây giờ quý vị tuy chưa phải là thành cái Bồ Tát hạnh, nhưng mà mình đã người tu thì mình vừa giữ người vừa lành, không có phạm, mà đồng thời biết bố thí, biết làm phước nữa, thì cái quả báo quý vị hoặc là không bao giờ mất, không phải ta tác vô cùng mà ta. Nên Phật cũng dạy thêm, như thế Long Vương để ý nhân thiên thành Phật thiện đạo, giữ giới trong nghiêm tố, ngăn thanh nhất thiết Phật Pháp nghĩa lại, mãn thức đại nguyện, nhẫn nhục trong nghiêm tố, đắc Phật thiên âm, tự chứng chứng hảo, tinh tấn trong nghiêm tố, nguyên phá, ma quán, nhập Phật Pháp tạng, định trong nghiêm tố, ngăn thanh nguyện vợ, tàn tướng kinh an, vợ trong nghiêm tố, nhưng bạn nhất thiết, phân biệt lặng tiếng. Như thế, Long Vương, nếu mà tóm tắt mà nói, thì người biết là người cái điều làm này, tôi người cái điều làm này, mà lại còn dùng cái giới, tức là lực độ, hồi nãy là bố thí, bây giờ là từ giới, dùng từ giới để mà trang nghiêm nữa, thì người đó hay phân ra tất cả những cái lợi ích, cái nghĩa lại, tức là những cái lợi ích về cái nghĩa lý trong Phật Pháp, hay là nói rằng là tất cả nghĩa lại trong Phật Pháp, vừa là giữ người đều làm và biết là giữ ngon có cái giới nữa, thì giúp từ giới nữa, thì cái chuyên đề sẽ đầy đủ được những cái nghĩa lại trong Phật Pháp và cái trải nghiệm lớn lao của mình được đầy đủ nữa. Còn nếu mà dùng cái nhẫn nhục trang nghiêm á, thì trả được, có được cái gì? Tức là được cái tiếng tròn tâm cả của vị Phật nói nè, thì thường là Phật dùng cái duyên âm, duyên âm là cái tiếng tròn nói ra một cái tiếng mà mọi người nghe đều được, thì cái đó gọi là duyên âm đầy đủ tiếng 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 hảo, tức là đầy đủ tất cả những tiếng tốt. Nếu mà mình còn biết dùng cái nhẫn nhục để giữ người điều lành, lại còn dùng cái nhẫn nhục để mà trang nghiêm hơn nữa, thì đời sau mình nói ra thì được cái tiếng tiếng mà mọi người nghe đều thích thú vui vẻ, đều hiểu biết mình và được có cái tiếng tốt. Nếu mà dùng cái tinh tấn để trang nghiêm thì hay phá các cái lời ma hóa, tức là người đó hay phá được tất cả những ma hóa và vào được cái kho tàng Phật Pháp. Còn nếu giữ người điều lành mà dùng thêm cái bệnh để trang nghiêm, tức là tu thường bệnh nữa đó, thì hay không được cái nguyện vợ, nguyện vợ tức là cái nguyện mà sáng suốt, rồi được tàm quý, tàm quý tức là hổ thọ, và kinh an tức là ngồi thiền nó nhẹ nhàng, cái tinh thần nó thư thái. Còn nếu mà dùng vợ để mà trang nghiêm nữa, thì như đoạn tất cả những cái phân biệt lẫn tiếng, nếu người nào mà giữ lại đồ làm rồi, mà lại còn dùng cái trí vợ để mà trang nghiêm, tức là tập tư quán cái trí vợ đó, thì người đó hay đoạn tất cả những cái phân biệt lẫn tiếng, tức là những cái hiểu biết sai lầm hư vọng đó, những cái phân biệt sai lầm hư vọng đều dứt sạch hết. Đó là cái lợi ích mà Đức Phật ngài nói tóm lại cho dễ hiểu. Thì nói dạ là lần nữa là Phật dạy rằng nhớ người nào biết tu thật thiện, đồng thời dùng luôn cả lực đạo, đó tu luôn cái lực đạo nữa, thì người đó sẽ được cái phước đức vô lượng vô biên ở sau này. Còn nếu mà ta là Đức Phật là dạy thêm, tầy ta nghiên có ưu khi chúng sanh bất khởi mã hạ đi ta nghiên có mẫn khi chúng sanh thường bất yểm tả hữu ta nghiên có kiếm tu thiện giả nhà tăng qua thiền tập cả ta nghiên có ưu thượng vui cảnh vô ái nhớ tăng. Nếu mà người nào vừa giữ người đều lành, tức là tu người đều lành rồi, mà lại còn dùng cái tăng từ đó để mà tăng nghiêm nữa,
thì như vậy người đó phải đối với các chúng sanh không tha phải cho làm nào để làm nã hạ nào hết. Và nếu dừng cái tâm đi mà tâm như nữa thì người đó cũng chẳng. Và nếu dừng cái tâm hữu của mà tâm như nữa, cái hữu này tức là từ hữu thấy ai làm gì tốt mình đều vui mừng á, thì đó dừng cái tâm hữu mà tâm như nữa thì thấy những người tu lành, tâm mình không có giết và không có tập đố đó, không có chẳng không có từ cách nói xấu hay là từ cách phá hoại. Và nếu dùng cái cả mà tâm như nữa thì đối với cảnh thuận cảnh nghịch tâm mình cũng vẫn không có yêu có ghét. Như vậy thì tóm lại nếu người nào vừa tu tập thiện mà chẳng hơn tu tứ vô lượng tâm nữa thì người đó sẽ được những cái tâm đức. Tâm đức thứ nhất là không có tâm nã hạ chúng sanh. Tâm đức thứ hai là thường thương các chúng sanh không có bỏ. Tâm đức thứ ba là thấy người làm lành mình không có ganh ghét, không tập đó. Tâm đức thứ tư là thấy gặp cái cảnh thuận hay cảnh nghịch gì tâm mình cũng đều vui vui, không có yêu, không có ghét hay là không có giận tức. Đó là dùng bốn cái đó để mà trang nghiêm. Trang nghiêm có thường cành, nhất quá, nhất thiết, về chúng sanh. Đó là nói là người nào dùng là tứ thứ pháp, tức là tu thật thiện rồi, mà còn biết dùng tứ thứ pháp mà tu theo nữa, thì người đó sẽ siêng năng, sẽ là giáo hóa tất cả chúng sanh đều được trả về với Phật đạo. Đó là Phật nói tắt. Và đây là vì Phật muốn gom lại tất cả những cái pháp tu của các hàng Bồ Tát. Trong khi đó Bồ Tát tu những cái pháp trên mà cũng không bỏ thật thiện, cho nên nó là vừa tu thật thiện mà tu các cái hạnh trên nữa thì cái lợi ích nó vô lượng. Thượng chứ tăng nhiên có thượng năng tu tập tứ và thượng chứ quán tánh cảnh tăng nhiên có bất năng đoạn từ nhất thiết bất thiện pháp thành nhất thiết thiện pháp thành tức tăng nhiên có linh thân tâm kinh an khá lạ nữ tăng tăng nhiên có thân tính thiên có tinh tấn tinh cần bị giả thường vô mê vọng bất nhân người thượng đoạn chi tiền não lực tâm nhân có chính quán tận diệt vô năng ngoại giả giác nhân tâm nhân có thường thượng giác ngộ nhất thiết chi pháp chánh đạo tâm nhân có bất chánh trí huệ thường thượng tại đường chủ tâm nhân có bất nhân điều từ định trời nhất thiết thiết tử quán tâm nhân có nhân như thật chân giả ở tri chi pháp tự tán phương tiện tâm nhân có tất đắc thành mãn vi vô vi lạc chữ vi vô vi lạc. Ở đây Đức Phật ngài tán hết tất cả 37 phẩm đại đạo vào ở trong đây. Đó là người nào vừa tu tập thiện mà lại còn tu thêm 37 phẩm trời đạo nữa thì đây Đức Phật nói sẽ có công đức gì. Nó là dùng tứ niệm xứ tức là tu tập thiện rồi mà còn dùng tu thêm tứ niệm xứ nữa thì người đó sẽ thành tựu được cái tứ niệm xứ đó, tức là tu đoán tứ niệm xứ được thành tựu. Còn nếu người nào mà tu tập thiện là tu tứ chánh tịnh nữa thì người đó sẽ đoạn trừ được tất cả những cái pháp và thành tựu được tất cả các pháp lành. Còn nếu người nào vừa tu thập thiện mà tu thân tứ thành tốt nữa, nếu ngày tôi chỉ kể trên từ rồi sau này học qua những bài kinh sau sẽ giảng hết cho đâu giảng thì không còn thời giờ đâu mà nói cho hết được. Từ khiến cho thân tâm mình được an ổn vui thích. Còn nếu mình tu ngủ tu thập thiện mà thêm tu ngủ tăng ngủ lực đó, tôi không ngủ tâm nữa thì bài sau mình được cái niềm tin sâu nó vững chắc và tự tin tiến tu mãi, nó không có giả đãi và thường không có bị những cái sự mê vọng, được lặng lẽ và thuận được vừa thuận tức là nó vừa thích thú nó thuận thảo và dứt hết các cái chuyện mà phiền não. Còn thêm nỗ lực mà tăng nhiên nữa tu thành á, tức là tu thập thiện và tu thêm nỗ lực nữa thì tất nhiên tất cả những cái quán đều dập tắt, không có thể cái gì phá hoại được.
Còn nếu tu thập thiện mà thêm tu thích giác duy nữa, thì còn được khéo giác ngộ tất cả các pháp. Còn nếu tu thập thiện mà tu bát chánh đạo nữa, thì được chánh trí huệ thường hiện ở trước, tức là luôn luôn được chánh trí ở trước mình, hiện tại trước mặt cho chúng ta đâu. Còn nếu tu thập thiện mà giúp tu chữ nữa, thì người đó hay gột trừ hết tất cả những cái kiến tử. Còn nếu người tu thập thiện mà lại tu quán nữa, thì người đó được tới biết như thật các pháp, tự tánh các pháp, tức là được cái biết như thật tự tánh các pháp, nghĩa là thấy tự tánh các pháp cũng biết như thật, không cần như nhà nữa. Còn nếu mình tu thập thiện mà lại còn tu về cái phương tiện nhỏ, phương tiện tức là dùng những cái phương tiện để mà cứu giúp người ta đó, thì người đó sẽ mau thành được đầy đủ cái pháp hữu vi và cái pháp vô vi, hay cái vô hữu vi và vô vô vi. Và đó là cái đặc biệt của người tu. Nếu vừa tu thập thiện, tôi nhắc lại cho quý vị dễ nhớ là bản tướng Đức Phật dạy, vừa tu thập thiện mà tu thân lực độ, thì đó là cái hạnh của Bồ Tát sau này có thành tựu quả Phật. Còn vừa tu thập thiện mà tu tứ vô lượng tâm, nhà tứ với phá chi nhân, thì đó là cái lợi ích của mình sau này vô cùng. Còn tu thập thiện lại tu thân thân bảy phẩm trợ đạo, thì sau này mình sẽ thành tựu được tất cả những cái pháp mà của Phật A La Hán Đức Chư Phật thành tựu. Đó là cái Phật dẫn cho thấy cái tu thập thiện là gốc, rồi tu thân các cái kia thì nó được cái quả báo rất lành đó. Lăng vương tu thử thập thiện nguyện, mãi chí năng linh thập lực vô quý thập bát bất tạng nhất thiết tự pháp do bát vương mãn tự tố ngũ đẳng tinh bằng tu học. Này Lâm Vương nên biết mười cái nghiệp thiện này, mười cái nghiệp thiện này cho đến nuôi khiến cho ngài là thập lực. Thập lực là cái mười cái lực của Phật đã chứng, tứ vô quý, tứ vô quý là tứ vô quý của Phật đã chứng. Và thập bát bất tạng là người tám đức pháp mà chỉ nguyên đức Phật chứng thôi. Và tất cả tội pháp đều được tràn đầy nhờ tu thập thiện, cho nên sau này mới tràn đầy được cái quả của Phật. Thế nên ông các ông nên chuyên năng mà tu học lại cái Phật kia. Vì vậy cho nên các ông ráng mà chuyên năng tu học về thập thiện. Lăng vương nhất thiết thành ấp tự là giao y đại địa như đất an tự nhất thiết vượt thảo giới nộp tùng lăng nhờ việc y địa như đất thanh tưởng thử thập thượng đạo việc phục như tự nhất thiết ngoan thiên y chi lập nhất thiết thanh văn đạt giác bồ đề chi bồ tát hạnh nhất thiết phật pháp làm trọng y thập thượng đại địa như đất thành tựu. Phật dạ Lăng vương lý nhiên tất cả tám làm thành ấp đều dương hơi cái quả đất mà được yên ở, nghe tức là được ở yên, đứng yên. Thì tất cả những nào là cỏ cây rừng bụi cũng đều dương hơi đất mà được sanh trưởng. Người đều làm này cũng lại như thế, người đều làm này cũng lại như thế. Tất cả người trời nghĩa là tất cả người mà vừa y người vừa làm này mà lập, tức là do người vừa làm này mà được làm người làm trời vân vân. Tất cả hàng thanh văn đặt giác bồ đề và cái hạnh của bồ tát và tất cả phật pháp cũng đều y hay người vừa làm này mà được, tức là y theo cái đất lớn của người vừa làm này mà được thành tựu. Thì nói rõ hơn là người trời thanh văn dương giác đề tác phật đều lấy người đều làm thành gốc. Rồi là muốn tu cái hạnh gì đi nữa là bỏ người đều làm này cũng được tất thành. Cho nên học đạo tu pháp phật mà bỏ người đều làm thì dù cho nó tu cái đó hay dở mấy, nhập định tu thiền tới chất mấy mà không có đủ người đều làm cũng không được. Tại sao? Ví dụ như người thường
mà muốn ra xả tiền ngày thường cái ngày thì 3-4 tiếng đồng hồ được bệnh ngày đỉnh hạ, nhưng mà xả tiền ra ta thì cũng than cũng không những tiếng từ cái tiền bán nó chưa ra thì tao đâu hết. Còn ví dụ như nói tôi là tôi cái hạnh từ bi cứu giúp chúng sanh này kia cơ mà làm việc với thứ lợi ích người này kia mà lời đến nữ dục mình còn tham thì cũng không được. Tại vì cho nên nói dù cho cái gì đi nữa muốn làm bao nhiêu cái lợi ích chúng sanh mà không có tu tập thiện vừa là tập tất. Nên vì vậy mà Phật nói tất cả người trời cho tới kinh văn duyên giác bồ tát Phật cũng đều đứng trong cái tất tập thiện mà được diễn ra. Nếu mà mình tu theo Phật mà không đứng trong tất đó thì tất nhiên phải ngã lăn. Những mấy người nào nghe tôi có hạnh gì cao lắm mà lại người ta tập tức chúng ta mình lo ông tạc thì cũng không được rồi. Phải không? Thành như vậy ta chỉ nói được tuyệt cao. Cần tất cao với pháp sân hay là tạm hơi thôi. Nhưng mà người đều làm đó, người đều làm dễ quá mà. Không cho ta, phải không? Nguyện tâm đó, ứng cho ta. Không ba là giết hạ là cạn tước là tà dân. Nguyện tâm đó là có giới, có hai lễ, có thơ dạp. Ở nó hung dữ, nó phải dạp, tí ra ta là tham dục, tham hữu dục, và nóng giận, vô tạ ký, và như việc đó, nếu gì ráng làm sao, cho Phật đã dạy, đã làm vậy, cái quả của nó rất là đầy đủ. Về điều đó mà không làm, mà lại cần biết tôi bác pháp làm nữa, thì chắc chắn Phật quả có ngờ mình được. Còn về điều đó không chịu làm, mà dù tôi có pháp gì, ngay linh tới nấy đi nữa, giờ cũng làm cái tà đạo không đi tới đâu hết. Cho nên mình phải lấy cái đó làm cái gốc, làm cái cội. Tập thiết tử sinh dữ ta việt la long vương tập chư đại chúng nhất thiết thế gian vương nhân a tu la đẳng gia đạo quan hữu tính thọ phụng hành. Phật nói đại kinh này rồi từ vua long vương ta việt la và các đại chúng tất cả một thế gian nào là trời người Atila vân vân đều rất là vui mừng tin nhận dân làm. À, và Phật nói là và ai nói cũng thích vui và dân làm. Bây giờ quý vị nghe nói là quý vị là có thích vui không? Có dân làm không? À, dân làm mà nghe nói tất thân đã bị tạm trọng không? Thằng ta dân làm thì và thân tâm và tà kiến nhất định tình có bao giờ tin những cái gì nhảm nhí. Giờ nói rằng là tôi đau nặng, bây giờ có người kia có lá vừa hay để cho qua lại mà lại thành đó ba lại chúng nó vừa vừa uống hết bệnh thì nhất định thà chết cho ăn lại, phải không? Thì đó là tấm tiếng chứ cần phải chết cho nghe nói thì tại đi đường đó là tà tiếng, ngày tà tiếng thì chết rồi không chắc gì gặp Phật pháp. Nhớ như vậy đó, cho nên tin đến như vậy nó thật là tin. Chứ cần người kia phải chết tại đau quá có nghe cái gì linh tôi quản chà chà. Thì cái đó là toàn tà tiếng mà. Thì quý vị thấy là hơi đuôi nó không khó lắm, mà được cũng không dễ lắm. Nếu người nào viết á, mà la á, thì tất nhiên nỗ lực làm và có được. Còn người nào viết mà nghe và không chịu làm á, thì nghe hoài và cũng không có đâu. Cho nên ta cứ là chính thọ phụng hành dân làm á, chứ không phải dân nghe và thôi. Nghe thì dạ dạ đi dân rồi giờ không làm gì hết á. Thì cái đó nó không có quý, nó quý ở cửa hành. Thì quý vị nhớ từ trước tới giờ Phật dạy mười điều lành đó là ngược với mười điều ác, nhớ vậy đó. Nó không làm mười điều nào thì gọi là lành, mà làm mười điều lạc nào thì gọi là ác. Mà tôi nhắc lại mười điều ác thì gốc của địa ngục ngạ quỷ và chúng sanh, còn mười điều lành là gốc của người trời sinh ra. Thì muốn đi lên hay muốn đi xuống là từ quý vị chọn lựa và tăng hai đường đó giặt vả ra ngồi đá thì đi xuống vợ đó, ngồi đưa lăng thì đi lên vợ đó, rồi mình chọn lấy mà đi làm sao cho cái đài tu của mình thì mình được hiện đài có lợi ích và sau này có lợi ích. Thì cứ như vậy mà tiến tu và đà và tập phá tu là để làm sao cho mình và người mình được an ổn. Thì như trong kinh Thập Thiện này người ta tới nhiều bộ kinh khác Phật cũng nói nếu mà tại gia tôi thật tiện thì gia đình đã an ổn, còn nếu vạn ra một xó một làng mà tôi thật tiện đó thì một xó một làng đã an ổn, còn nếu một quốc gia mà tôi thật tiện hết thì quốc gia đã thành tục lạc. Còn nếu mà một nhà mà làm thật ác thì một nhà nó rối loạn, một xó làm thật ác thì một xó rối loạn,
một quốc gia làm thập ác thì một quốc gia rối loạn, còn nếu cả thế giới làm thập ác thì cả thế giới như ở trong tù ngục. Cho nên mình biết rằng cái vui hay là cái khổ mà hiện mình chưa là gấp ở thập thiện và thập ác mà la, thì quý vị quán đầu chuyển lại mình có tinh quang đầu trước và cái quả hiện giờ để mà mình tu sửa làm sao để cái nhân hiện tại đây mình quên cái đầu xa nó đừng có bị tổn hại, mình làm cho mình lỡ chứ không phải ai đang bớt. Cho nên đừng có cái tà kiến là tinh kiến hơn và cầu hơi này kiến hơi nọ để nhà họ chỉ họ dạ mình. Mình biết có gì cũng tự mình, biết làm thiện cũng tự mình, mà làm ác cũng tự mình, mà thiện thì gốc của lành, mà ác là gốc của dữ. Mình muốn tánh vừa dữ thì phải làm thiện, muốn được vừa lành thì cũng phải làm thiện. Còn nếu người nào mà không làm thiện thì dù cho có coi báo, có tính toán gì gì đi nữa, điều ác nó vẫn tới như thường. Thành ra tính như dạo hướng dạo ta là tính tính, bằng ngược lại, bằng nghe tính. Tới đây và viên mãn được cái nguyện kinh thập thiện thì tôi cũng thẳng nói lên cho quý vị biết, tôi nói rằng mỗi tháng giảng hai lần kinh, ngày gì tháng nào là rằm tháng bảy, rằm tháng bảy tất cả phật tử ai ai cũng là kính kính có tâm hơn hết rồi, không có từ giờ đi vô tới đây nghe giảng thần thử là rằm tháng bảy này kinh bình một kỳ có 30 lạo phải giảng. Còn sau này thì giờ hết kinh thập thiện thì tôi có giảng qua kinh tu chích ở bằng bốn vợ A Hàm, vợ trước hết và học qua bằng tăng nhất A Hàm, tôi gọi những bài kinh thiết yếu thì dịch cho chữ Việt, tôi phải đọc chữ Hán nữa, dịch cho chữ Việt thì tôi phải đọc giảng lại cho quý vị nghe. Vì đây tôi muốn giảng ý riêng, những đoan là Phật dạ, dẫn nhắc quý vị nghe đoan là Phật dạ đó, lấy cái đó mình làm cái niềm tin vững chắc. Chứ không phải tự ý tôi đặt cái chuyện đó ra, tôi nói nhiều khi tôi nói hay mà với cái chúng Phật tí Phật đó thôi. Cho nên tôi vẫn là Phật nó, cái nào khó hiểu tôi giải thích hơn những gì hiểu, bởi những gì có những cái căn bản à, tôi có nghe bằng kinh Phật và kinh gì ở đâu nói như vậy, như vậy thì như vậy tôi nghe tôi hiểu cho mình có căn bản hơn. Chứ còn nếu mà tôi chỉ diễn giải xuyên 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 thì những gì không có cái căn bản đó, rồi ta là thầy nói cái lý đó là biết ở bên kinh mà Phật nói lúc nào không biết, thành thử ra đâu tôi muốn cho quý vị học căn bản, cho nên dẫn từng bài kinh của Phật nói, rồi quý vị hiểu, rồi nhớ à, bài kinh đó Phật nói ở kinh nào, nói cái gì, rồi sau tôi bước ra hàng đó vào thì tôi phải qua học, tôi chuyển, gọi là... Chuyển gì luôn, bao giờ, sao đến sau nó, vừa bước ra hàng nhiều quá, nếu là tiếp qua thì chắc cũng hết 5-7 tháng thì nó hợp tác cho nên mà thì đang đá nhiều bài kinh hay chiều qua bên hương thử thì nó qua bốn vợ mi tâm gia đó là đầy đủ là Phật nó thành thử ra bên bên Phật giáo Bắc Tăng người gọi là A Hàm thì bốn vợ đó là con tôn giáo biển căn bản thành thử ra tôi muốn tiếp ra là thiết yếu để tôi có nhiều nghe mà cho hiểu là thì như vậy tức là rằm tới nghĩ một lần, ba nguyên có nghe lại, giờ ta này nghe thì có nghe tăng kinh tăng nhất A Hàm, tôi có giảng từng bà trong đó. Thôi đến đây, chuyên ngẩn, cứ gì tăng tay vào tiếng tên. Thank you.